xót xa trước quá khứ tủi nhục người thân hắc hội của nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam. Cũng bởi vẻ ẻo lả liên tục bị bạn bè trấn lột bạo hành, suốt 6 tháng liền, tôi phải uống nước trong vòi vì tiền đã bị cống nạp cho những kẻ bắt nạt mình, Cindy Thái Tài chia sẻ. Cindy Thái Tài là một trong những người đẹp chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Nhắc đến cô, mọi người thường nhớ tới một đàn chị quyền lực và nghiêm khắc, được nể trọng ở showbiz Việt. Cũng cách đây 17 năm, Cindy Thái Tài lúc này vẫn còn mang tên Nguyễn Thái Tài, là người đàn ông trụ cột, nguồn kinh tế lớn của gia đình với hai tiệm áo cưới nằm ở trục đường sầm uất nhất thành phố. Anh sở hữu một bàn tay khéo léo với tài họa mặt không ai sánh bằng. Không may mắn sinh ra mang tâm hồn con gái trong hình hài con trai, Cindy Thái Tài bị hạnh phúc xa lánh cùng sự ghẻ lạnh, ánh nhìn thị phi từ xã hội, xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình talk show của Trấn Thành. Một lần nữa, nữ nghệ sĩ trải lòng về cuộc đời đầy bi kịch. Cindy Thái Tài là một ca sĩ, một diễn viên, một chuyên viên trang điểm lừng danh, nhà đào tạo mẫu tài năng và từng là một người đàn ông. Trong giới nghệ sĩ họ nói với nhau, ai được Thái Tài trang điểm thì gương mặt như được trao tặng một vẻ đẹp khó cưỡng lại. Tuy nhiên đằng sau sự tài hoa ấy là cả một cuộc đời đau đớn, khốn khổ vì đấu tranh với chính gia đình và giới tính của mình. Ở tuổi lên ba, Nguyễn Thái Tài đã biết mình là một đứa trẻ lạc loài, cô tâm sự. Tôi là một bé gái bị nhốt trong cơ thể của một thằng trai. Thái Tài thích cân nặng búp bê và hay hờn dỗi. Vào tiểu học, cậu bé càng nhận rõ xu hướng giới tính của mình khi liên tục bị bạn bè miệt thị, mày là đứa bóng lại cái. Cũng vì tính cách trái ngược, nữ ca sĩ liên tục bị bạn bè trấn lột bạo hành. Cindy Thái Tài cho biết, suốt 6 tháng liền, chị phải uống nước trong vòi vì tiền phải cống nạp cho những kẻ bắt nạt mình. Không chỉ chịu sự chế giễu của bạn bè, bố mẹ Thái Tài cũng thường phải nghe hàng xóm dè biểu. Thằng bé con ông bà bị làm sao thế, nó bệnh à, rồi truyền tay nhau. Cấm con chơi với thằng Tài coi chừng bị lây đấy. Khi Thái Tài bị người dân đánh đập thì người thân của cậu cho đó chính là cái giá phải trả vì sự ẻo lả. Sau mỗi lần ấy, Thái Tài không được lời an ủi mà phải hứng chịu những trận đòn roi. Anh trai Thái Tài thậm chí cho rằng cậu chính là kẻ bôi cho chát cháu vào Gia Phong. Lắm lúc cậu trai ấy chỉ biết ấm ức khóc và cứ nói ra là bị đánh. Nỗi đau thể xác ép thành khuôn hình buộc Thái Tài phải gồng mình làm trai. Trong đầu Thái Tài thổ ấy chỉ có một suy nghĩ, phải cố bình thường như những người khác. Từ búp bê đồ hàng, Thái Tài chuyển sang bóng đá với vai trò thủ môn. Nhưng lo nhìn cầu thủ mải mê quá nên chẳng chụp bóng được, vậy là cố gồng cũng có được đâu. Sau này chính Thủy Hương là người tìm được bác sĩ tiêm hóc môn nữ cho Cindy Thái Tài.